88 Nhà Đất Hải Phòng kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà nằm trong ngõ Miếu 2 xã và đang được giao bán giá với 1.470.000. Căn nhà quay về hướng Tây Bắc với diện tích 49m2, 2 tầng với đầy đủ công năng một phòng khách, một phòng bếp, 2 phòng vệ sinh, 2 phòng ngủ và sân phơi. Mặt tiền ngõ 2m xe máy tránh nhau thoải mái, có sân chung cả ngõ và an ninh tốt. Tầng 1 của căn nhà được chia đôi sử dụng làm phòng khách cùng phòng bếp. Sử dụng nền gạch vân sáng bóng, tường sơn tông màu sáng cùng hệ thống đèn âm trần, làm cho căn phòng trở nên hoàn toàn sang trọng. Bên cạnh là không gian của phòng bếp với hệ thống tủ kệ bắn tường hiện đại giúp căn bếp tiết kiệm được diện tích của tầng 1 và rất thuận tiện cho người sử dụng. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Cầu thang được xây bằng gạch tối màu với thành vịn bằng gỗ rộng rãi và vững chắc. Khuôn viên tầng 2 được chia ra thành 2 phòng ngủ và một sân phơi. Với mỗi phòng ngủ đều được trang bị hệ thống cửa sổ giúp chiếu sáng căn phòng tạo đón nhận được những cơn gió trời giúp cho căn phòng trở nên thông thoáng hơn. Mỗi phòng ngủ đều có đi kèm một phòng vệ sinh với trang bị đầy đủ đáp ứng mọi nhu cầu cho người sử dụng. Phần sân phơi hoàn toàn rộng rãi hứng chọn nguồn sáng tự nhiên và gió trời hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khách một không gian thư giãn sau một ngày làm việc. Chỉ với 1.470.000 đồng là quý khách đã có thể sở hữu căn nhà với diện tích 49m2, 2 tầng hướng Tây Bắc. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Xin chân thành cảm ơn.